Thưa quý vị, bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Cho tới giờ phút này thì hầu như các địa phương cũng đã chuẩn bị xong những khâu cuối cùng cho ngày bầu cử. Nhưng do dịch bệnh bùng phát ở nhiều địa phương, tại những xã phải thực hiện phong tỏa hoặc giãn cách các khu dân cư thì công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đang gặp rất nhiều khó khăn. Vậy làm như thế nào để cử tri có thể thực hiện được quyền bầu cử một cách an toàn và đúng luật? Ghi nhận của phóng viên VTC16 về những nỗ lực của chính quyền và nhân dân huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Tiếp theo, chúng tôi xin công bố danh sách chính thức 38 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân. Phòng phát thanh của xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Chiều nào, những thông tin về các ứng viên đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp cũng được phát thanh viên cung cấp qua những bài đọc như thế này. Sở dĩ việc cung cấp thông tin cho cử tri của xã phải thực hiện trên hệ thống loa phóng thanh, vì đây là địa phương đã từng có ca F0 COVID-19 đầu tháng 5 vừa qua. Ban chỉ đạo bầu cử của xã đã phải thay đổi phương án tiếp xúc cử tri. Trước khi dịch xảy ra, chúng tôi đã tổ chức được 3 hội nghị ở 3 khu vực. Thế hiện nay là còn 9 khu vực nữa thì chúng tôi thực hiện chương trình là báo cáo chương trình hành động của các cử tri trong cái tình huống có dịch là trên hệ thống loa truyền thanh của xã. Còn với những cử tri như ông Khánh, khi thôn có chỉ thị phải giãn cách xã hội thì ông chỉ ra đây vào lúc ít người. Các hộ dân ở đây đều ý thức việc phải chọn thời điểm thích hợp để tới nhà văn hóa, từ đó đảm bảo tránh tập trung đông người cùng một lúc. Xã và muốn cách ly và an toàn cho cái dịch Covid, đến gọi là cứ phải giãn cách ra đi xem thì phải mỗi người xem một đấy thôi, không đến tập trung được. Hiện nay là trên địa bàn xã là có 475 trường hợp F2 phải cách ly, thì chúng tôi cũng đã bố trí các hòm phiếu phụ, những thôn nào nhiều thì sẽ bố trí 2 hòm phiếu phụ để cho lực lượng bỏ phiếu là đi di động đến từng các gia đình mà F2 để nhân dân bỏ thực hiện cái quyền công dân là bỏ phiếu. Các địa phương có ca F1, F2 và các khu vực có nguy cơ dịch bệnh ở thành phố Hải Phòng hiện đang thực hiện những phương án tiếp xúc cử tri bằng hình thức trực tuyến. Đồng thời, các kịch bản cho việc bỏ phiếu với các vùng cách ly, các vùng phải phong tỏa đã được tính toán kỹ lưỡng. Việc bỏ phiếu trong điều kiện không tập trung đông người là phương án kiên quyết được thực hiện trong lần bầu cử đặc biệt này, ngày 23 tháng 5 sắp tới. Thưa quý vị, phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, sạch, an toàn, bền vững là mục tiêu quan trọng đã và đang được các địa phương nỗ lực thực hiện. Tại Thanh Hóa, nông dân đang tích cực đưa vào ứng dụng khoa học công nghệ hạn chế việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên cánh đồng. 3 năm trở lại đây, gia đình ông Trần Văn Thiết ở thôn Thành Đức, xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã lựa chọn được giống lúa thuần chủng cho năng suất cao, lại chống chịu được sâu bệnh tốt. Ước tính vụ xuân này, gia đình ông đạt xấp xỉ 5 tạ 1 sào 500m², trong khi chi phí phân bón thuốc trừ sâu lại giảm tới một nửa. Là chống chịu được các loại sâu bệnh, thứ hai là ổn định năng suất. Cái thứ ba nữa là nó chống chịu được mọi cái điều kiện thời tiết. Này, ví dụ như cái cơn bão cơn mưa vừa rồi đó là tất cả các dòng lúa khác đã bị nằm hết, nhưng cái lúa này vẫn đứng là tươi cười, cho nên là dân chúng tôi rất phấn khởi. Một trong những yếu tố quan trọng góp phần giảm thiểu thuốc bảo vệ thực vật trên cánh đồng đó là sử dụng giống có nguồn gốc rõ ràng, chống chịu sâu bệnh tốt. Tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, nông dân đã được hướng dẫn áp dụng quy trình một phải năm giảm, trong đó việc sử dụng giống xác nhận là yếu tố tiên quyết giúp giảm lượng giống gieo xạ, giảm lượng thuốc bảo vệ thực vật nhằm giảm lượng phân đạm, giảm lượng nước, giảm thất thoát sau thu hoạch. Tuy nhiên, ở miền Bắc, việc áp dụng thực hành sản xuất này vẫn còn tương đối mới mẻ. Trong năm qua, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã đưa giống lúa VNR20 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống Cây Trồng Việt Nam vào thử nghiệm tại 8 xã trên địa bàn. Kết quả năng suất đạt tới 8,5 tấn 1 hecta, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt. Do đó, nông dân giảm được tối đa lượng thuốc bảo vệ thực vật phải sử dụng trên cánh đồng. Về cái chống chịu sâu bệnh ấy, thì báo cáo là với cây lúa, với thân hình của cây lúa thế này, dạng lúa thế này, thì hầu như là với vụ xuân này là một trong những vụ mà nhiều sâu bệnh nhất, chẳng hạn như là bệnh đậu ôn, bệnh khô vằn hay là bạc lá, thì hầu cái giống VNR20 này không mắc.
Không chỉ bảo vệ sức khỏe cho chính người nông dân trên cánh đồng, sản phẩm lúa gạo sản xuất an toàn áp dụng nguyên tắc 4 đúng trong việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sẽ được doanh nghiệp bao tiêu cao gấp từ 1,3 lần so với thị trường. Đây cũng là động lực để người nông dân canh tác an toàn trên cánh đồng, đem đến sản phẩm lúa gạo chất lượng tới người tiêu dùng. Thưa quý vị, qua 60 năm hình thành và phát triển, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Petro Việt Nam luôn coi khoa học công nghệ là yếu tố cốt lõi, là động lực và nền tảng để tập đoàn tăng tốc và phát triển bền vững. Nhân kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam lần thứ 8, 18 tháng 5 năm 2014, 18 tháng 5 năm 2021, người đứng đầu Tập đoàn Chủ tịch Hội đồng thành viên Petro Việt Nam Hoàng Quốc Vượng đã có thư gửi chúc mừng toàn thể các cán bộ công nhân viên hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ trong toàn tập đoàn. Trải qua quãng đường hơn 60 năm, Petro Việt Nam đã không ngừng nâng cao tiềm lực nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, chủ động tiếp thu kỹ thuật, công nghệ tiên tiến và phát huy sáng tạo. Tối ưu hiệu quả công nghệ hiện có thể đạt trình độ ngang bằng với các công ty dầu khí trong khu vực và trên thế giới. Hàng trăm giải thưởng đã được trao tặng cho các thành tựu về khoa học công nghệ của ngành dầu khí, trong đó có những giải thưởng cao quý như 5 giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng nhà nước về khoa học công nghệ, nhiều giải thưởng Vifotech. Năm 2021, Petro Việt Nam cũng đã vinh hạnh có 6 công trình. Dự án tiêu biểu nhất được Bộ Công Thương đề cử xét trao giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng nhà nước về khoa học công nghệ. Trong bối cảnh hiện nay, các đơn vị cần tập trung nguồn lực phát huy hơn nữa vai trò khoa học công nghệ, tạo ra những giải pháp đột phá, góp phần vào sự phát triển ổn định và bền vững của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, trong nửa cuối tháng 5 năm 2021, số ngày nắng nóng sẽ có xu hướng xuất hiện nhiều hơn tại các khu vực phía Tây Bắc Bộ, các tỉnh phía Bắc và Trung Trung Bộ. Thời kỳ này, mưa dông ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có xu hướng là gia tăng. Trên phạm vi cả nước, tiếp tục đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan có khả năng xuất hiện như lốc sét và gió giật mạnh. Thưa bà con, theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, cả nước đã có trên 1.660 ổ dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò xảy ra tại 1.622 xã với tổng số gia súc mắc bệnh là trên 44.700 con, số chết và tiêu hủy trên 5.100 con. Dự báo trong thời gian tới, dịch bệnh viêm da nổi cục sẽ tiếp tục lây lan trên diện rộng, nhất là trong điều kiện thời tiết thay đổi, mùa phát triển của các loại vector truyền bệnh như ruồi, muỗi, ve, mòng. Và để công tác phòng chống, kiểm soát dịch bệnh viêm da nổi cục bảo đảm kịp thời, hiệu quả, giảm thiệt hại, thì bà con cần chú ý một số công việc như sau. Thường xuyên quan sát trâu bò để phát hiện bệnh sớm. Tiêu hủy trâu bò mắc bệnh biểu hiện triệu chứng lâm sàng. Tiêm phòng vaccine viêm da nổi cục cho trâu bò. Phun tiêu độc khử trùng, phun thuốc diệt muỗi, ve, ruồi chung quanh khu vực chăn nuôi. Và cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết đáng chú ý tại các vùng vào ngày mai. Kính mời bà con cùng theo dõi.